sẽ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con, khi con là con ba, con của ba rất ngoan. Khi con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Rồi mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con, khi con là con ba, con của ba rất ngoan. Khi con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Rồi mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con, khi con là con ba, con của ba rất ngoan. Khi con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hành giả của khóa tu một ngày an lạc, hôm nay thì nhân cái buổi khóa tu an lạc lần thứ 7, thầy sẽ xin giới thiệu với tất cả các vị một cái bài pháp thoại mang tính cách là mới. Hồi đó giờ thì mùa Vu Lan chúng ta hay nhắc đến vấn đề là ân cha nghĩa mẹ, nhưng mà chúng ta không có biết là cái nhân tố nào để đem đến cho chúng ta có những cái điều kiện tốt đẹp như thế. Vì vậy cho nên hôm nay bài pháp thoại thầy đến với các vị để mang tính cách chuyển hóa từ nhân tố ban đầu, để giúp chúng ta có một gia đình hạnh phúc, con ngoan trò giỏi, biết hiếu thảo. Đó là một bài giảng đóng góp với các vị trong một cái quan điểm thực tế hiện nay, với chủ đề là nuôi dạy con trong thời hiện đại. A Di Đà Phật. Các vị đừng hỏi thầy làm cha chưa mà thầy dạy con cái này. Xin thưa các vị, ở đây thầy nói mang tính cách giống như là góp một phần ý kiến
như một ý kiến xung quanh để giúp cho chúng ta có thêm một cái tư lương trong vấn đề nuôi dạy con. Thầy tin tưởng rằng tất cả các vị ở đây là những người cha tốt, những người mẹ tốt, những người có đầy đủ kinh nghiệm để hướng dẫn con cái chúng ta vào đời nên người. Nhưng bên cạnh đó, thầy cũng thấy một vài vấn đề xảy ra mà rất đáng tiếc cho mỗi gia đình. Và vì vậy ở đây thầy muốn đóng góp và chia sẻ với tất cả các vị một chút nào đó để các vị thêm một ý kiến trong vấn đề dẫn con mình vào đời. Tất cả ở đây chúng ta đều có cái ước mơ muốn mình được gia đình hạnh phúc, đều muốn mình có một con ngoan trò giỏi, biết hiếu thảo, biết lo tương lai sự nghiệp, hoặc là một đứa con dễ dạy, dễ khuyên, dễ bảo. Nhưng mà điều đó có được như những ước mơ của chúng ta hay không? Đó là một vấn đề quan trọng cần bàn. Tôi thấy hiện giờ trong xã hội, cái giới trẻ mà giới vị thành niên với bắt đầu trưởng thành đó, mà người ta hay gọi là tuổi teen đó, cái giới này thường hay phá quậy nhất, ngỗ nghịch nhất, khó dạy nhất, và thậm chí có những người rơi vào trong chuyện ăn chơi nhiều nhất. Không biết là do lý do gì, có thể một phần do sự tiến bộ xã hội, cũng có thể một phần do gia đình chúng ta, người cha, người mẹ, người lớn quan tâm về kinh tế mà quên đi cái việc mà đào tạo, xây dựng và nuôi dạy con mình. Cho nên nhiều khi có sự nghiệp thì lại mất con. Đây là điều đáng tiếc. Cái tuổi teen mà người ta từng nói là cái tuổi từ khoảng 13 đến 18, 19 đó, trong cái khoảng tuổi này, giờ đây nó có cái thiên hướng, nó phát triển rất là mạnh, cái phát triển theo hướng ăn chơi đó, nó rất là lạ kỳ như vậy. Ngày xưa ví dụ một đứa 11, 12, 13 tuổi, chúng ta cảm thấy chúng ta nói và dễ dạy nó rất là dễ nghe. Nhưng mà tại sao hôm nay nói nó cãi lại, nó chứng minh lại, nó biện hộ lại? Và những cái độ tuổi này hôm nay, tại sao nó lại là có những khi chúng ta rầy dạy nó, nó lại là chống bán, hoặc nó bỏ nhà, nó ra đi, hay là nó theo bạn bè, thậm chí có những đứa uống thuốc tự giận nữa. Ở một độ tuổi quá non trẻ như vậy mà tại sao cái chuyện này lại xảy ra, để làm đau lòng cho những cái người làm cha làm mẹ như thế. Nếu gia đình chúng ta có một đứa con như thế, chúng ta có khổ không? Khổ, rất là khổ. Trong năm loại mà phá hoại gia đình đó, nó có một loại đó là con hư. Đức Phật dạy tài sản là của năm nhà, tức là tài sản chúng ta có năm cái loại để phá hoại, có thể hư hại sự nghiệp tài sản, đó là vua quan, giặc cướp, nước, lửa và con hư. Thì trong đó cái anh con hư đó là anh là một trong năm thứ phá hoại sự nghiệp và tài sản. Nếu chúng ta không khéo, chúng ta để dành lại sự nghiệp cho mình cho lớn, thì tất cả những đứa con hư đó nó phá tan tành. Cho nên vì vậy gia đình ai cũng muốn hạnh phúc, muốn con ngoan trò giỏi. Nhưng mà làm sao chúng ta không hiểu được là có cái nhân nào đó nó mới đem đến cái quả của một gia đình như thế, chứ không phải là tự nhiên do muốn mà được. Thành ra đây là một mối tương quan mà chúng ta để ý. Tôi thấy tuổi trẻ, tuổi vị thành niên hay là tuổi teen hôm nay á, nó có vấn đề là ăn chơi sớm. Rất thích ăn chơi, rất thích tiêu xài tiền trong những độ tuổi mà ngày xưa chúng ta cảm thấy rằng độ tuổi đó ăn chưa no, lo chưa tới. Nhưng hôm nay nó lại khác đi, chứ không có giống như chúng ta suy nghĩ cái thời ngày xưa nữa. Hôm nay những tuổi như thế nó lại là rơi vào trong chuyện cướp giật quá sớm. Những băng cướp là ở tuổi vị thành niên 13, 14, 15, 16, 17. Như vậy thành tập lại một cái nhóm cướp như thế đó, để đi ăn cướp, ăn giật, để mà lấy tiền tiêu xài, hút chích. Chúng ta thấy rất là đáng ghê sợ. Những cái tuổi như thế nó lại lao vào trong những cái chuyện yêu đương, mà thay vì cái tuổi đó là ăn chưa no, lo chưa tới, chúng ta cứ nghĩ như thế. Nhưng mà không có. Nó chat với nhau, hay là nó viết mail với nhau, hay là nó nhắn tin qua điện thoại. Tất cả những độ tuổi đó mà nó lại là nói chuyện qua lại bằng những tính cách yêu đương,
ở độ tuổi là học hành như vậy. Rồi có những khi vì bảo vệ tình cảm của nó lại chống đối với những người nhắc nhở nó. Ví dụ cha mẹ thấy con như thế, sợ con mất tương lai, sợ con rơi vào trong những chuyện mê hoặc bậy bạ, rồi hư đi cả tương lai sự nghiệp, hư đi bản thân, hư đi cuộc đời. Rồi cha mẹ mới rầy dạy nó chống đối trở lại. Thậm chí có những đứa chừng 13, 14 tuổi thôi, nói nó vài câu nó cuốn con ra đi, làm cho chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng về chuyện đó. Ví dụ bây giờ các vị thấy rằng vừa rồi có những cái đứa mà 14 tuổi thôi, con trai con gái chừng độ tuổi đó, hẹn nhau đi một cái điểm nào đó, rồi đi chơi không biết ra ngoài, chắc nhỏ quá chưa hiểu vấn đề cho nên cãi lộn nhau, rồi cái thằng trai nó bỏ nó về, cái đứa con gái ở lại khóc, cái đứa khác đi ngang nó thấy như vậy tội nghiệp, nó muốn ra tay nghĩa hiệp, nó nói để anh trả thù cho. Cũng 14 tuổi, cũng cỡ như thế. Rồi bắt đầu hẹn nhau nữa phục kích. Vậy mà dám kết liễu một con người 14 tuổi, dám giết người chỉ vì bảo vệ bạn gái như thế. Những cái chuyện này tôi đọc tôi nghe cảm thấy sững hồn. Cái sự văn minh nó kèm theo những cái nguy hiểm như thế. Rồi bây giờ cái chuyện này các vị cảm thấy nó đánh động lương tâm và suy nghĩ để trong cái việc nhìn nhận và quản lý và dạy dỗ các con các vị hay không? Một đứa bé thôi 11 tuổi, bé gái chat với một người thanh niên 18 tuổi, chat như thế nào đó mà không biết, cả hai đồng hẹn đi khách sạn. Sau khi đi một tuần hết tiền, bắt đầu nhảy qua nhà trọ. Nhảy qua nhà trọ hết tiền, bây giờ mới nói với nhau rằng về nhà mới xin. Bây giờ người con trai cũng về kiếm tiền, mà người con gái cũng về kiếm tiền, đặng rồi đi chơi tiếp như thế. Sau khi về, cha mẹ bên đứa bé đó biết được, thưa ra cậu chàng kia đó là bị ở tù 13 năm. Chuyện này xảy ra, chúng ta thấy rằng không thể nào tưởng tượng được như vậy. Một độ tuổi mà chúng ta không thể nào hình dung được trong một bối cảnh thực tế như thế này, mà nó lại xảy ra. Cho nên chúng ta đừng bao giờ quá chủ quan, chúng ta dựa vào mình. Có những người nói ngày xưa 20 tuổi con còn chưa biết yêu nữa, cho nên mình cứ tưởng tượng rằng đứa nào nó cũng giống như vậy. Nhưng mình đâu có ngờ chừng ấy tuổi như thế. Có những người nó phát triển theo cái tâm sinh lý của mỗi con người khác nhau. Vì vậy bổn phận làm cha làm mẹ đừng quá chủ quan là con mình còn nhỏ ha, mà hãy xem coi con mình đang là như thế nào, để dạy con ăn học hay là mọi thứ, để có cái tính cách kịp thời nhắc nhở con. Bởi vì đôi khi cái tuổi nó còn quá trẻ, nó không nhận thức được vấn đề. Giống như sáng tôi nói với các vị là đừng để các trẻ nhỏ nó đi xuống mé sông vậy đó. Ở Vĩnh Long có một cái chuyện xảy ra là cái cháu bé đó 4 tuổi mà về Vĩnh Long, đi về quê hương chơi. Vậy mà khi nó bước xuống nước, nó bước như nó đi trên bờ vậy nè các vị. Và khi nó hụt chân xuống dưới, nó bị chết ngộp ở dưới, thì gia đình mới cứu, người thân mới cứu được, đem lên bệnh viện cấp cứu. Và người ta mới hỏi nó là tại sao con lại như thế. Nó nói con tưởng nước nó cứng như trên đất vậy nha. Nói một cách rất vô tư như vậy. Cho nên các vị phải để ý chỗ này. Nó không có hiểu như chính chúng ta rằng biết rằng nước đó không khéo vào đó sẽ bị chết hụt, hay là bị ngợp, bị uống nước, có thể tử vong bằng những cách đó. Nó không hiểu được như chúng ta hiểu. Cho nên đừng chủ quan quá là nó giống như mình. Không đơn giản. Chính chỗ chủ quan vậy mà đôi khi đến khi nào cái nạn xảy ra chúng ta mới giật mình. Tôi nói thật với các vị, ngày xưa gần 7 tuổi đầu mà còn ngu nè là tôi nè. Các vị biết mà ngày xưa có thắng kẹo kéo đó, dòng thứ đường mà đường mía đó mà thắng kẹo kéo biết không. Tôi thì nó thật sự lúc đó không biết được, 7 tuổi 6 tuổi chưa, nhưng mà nó ngu, do nó ham ăn quá nó ngu. Tức là khi thắng kẹo kéo đem xuống, các vị biết không, cái nồi kẹo kéo mà các vị biết nó giống như dầu hắt mà rừng nấu vậy đó, đâu phải chuyện giỡn đâu. Mà tôi nghe người dì tôi, lúc đó dì tôi thắng kẹo, nó thắng cho tụi con ăn nè, này kia nghe kẹo khoái, cho nên đứng trong chờ đợi cho thắng, cái đem xuống cái mới nhắc xuống, cái bả đang quậy 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 vậy nè, cái tôi thọt cho tôi bóc. Tôi ham ăn ngu phải không. Năm ngón đầu ngón tay của tôi mà dính đường một cái rồi các vị biết là còn cái gì nữa mà nói. Mai người lớn lên về nó hết thẹo rồi.
ngu như thế, mình không hiểu rằng đường nó nóng nó phỏng tới cỡ đó. Cho nên ở đây tôi mới nói là đừng vội chủ quan bất cứ chuyện gì. Nếu không khéo mình không có biết đường hướng dẫn các con, rồi một ngày nào đó mình sẽ mất đứa con trong tầm tay của mình. Cho nên người làm cha làm mẹ có những khi các vị nói như thế này: cha mẹ sanh con, trời sanh tánh, cho nên sanh tử bất sanh tâm, sanh ngưu vô sanh giác. Sanh con đâu có sanh lòng, trâu nó sanh ra con đó, nó cũng đâu có sanh sừng. Cho nên người ta cứ chủ quan rằng mình sanh ra như vậy mà lỡ con nó hư là do chuyện trời sanh nó ra như vậy thôi, mà mình không hiểu rằng mình có một sự đóng góp rất lớn trong cái việc đó. Mà mình cứ nghĩ là tại vì mình sanh nó ra, mình không sanh lòng, cho nên lòng nó muốn lên như thế nào lên, mặc kệ nó nên thì hay nên, nó hư lên hư. Chúng ta nói một câu vậy thiếu trách nhiệm ha. Hai nữa là chúng ta học Phật, cho nên khi mà nói cái chúng ta nói như thế nào: nghiệp của tôi á, sanh ra đứa con hư cái nó nghiệp của tôi ha. Vì nói nghiệp của tôi là xong, chắc là đổ thừa cho chữ nghiệp rồi xong. Nó muốn cái gì cũng được, nó hư cái gì, nó hút chích, nó đi chơi bời, nó bỏ học bỏ hành, nó ăn chơi lêu lỏng, mặc kệ nó, vì nghiệp mà. Cho nên chấp nhận giống như là trả nghiệp với các con. Các vị quan niệm như thế này là chết rồi ha. Cho nên á, tôi nói thật sự, vừa rồi trước ngày rằm, một ngày rằm tháng 7 vừa rồi đây nè, có cái cô đó khoảng 40 tuổi đi đến gặp tôi, nói chuyện trong nước mắt. Nói: thầy ơi, cái nghiệp chướng của con như thế nào mà con sanh ra đứa con nó ngỗ nghịch quá, con dạy nó, con bất trị với nó mà con không biết làm sao, bây giờ con muốn nó nên người. Tôi hỏi như thế nào, mà bữa đó tôi rất là gấp, cô nói con xin gặp thầy 5 phút thôi. Và khi cổ gặp, cô mới nói như thế này: con cổ có 13 tuổi rồi các vị, mà nó mê chơi game, nó xin tiền cổ, mà cổ nói là khi nào cổ không cho là giác dao đòi chém cổ. Giác dao đòi chém cổ. Tôi nói: tại sao mà cô như vậy, cô không đánh nó? Cổ nói là cổ không dám. Rồi tôi nói: bây giờ không dám thì mét ba nó. Cổ nói: mét ba nó sợ tội, mét ba nó đánh nó sợ tội. Rồi tôi hỏi: vậy tôi là gì, cô đi mét tôi hả? Bản thân cô không dám la nó, không dám nói nó, còn ba nó cũng không dám mét ba nó, đi vô mét tôi à. Thành ra cái này tôi nói là cô quá nhu nhược và yếu hèn. 13 tuổi như vậy, phải không phải thì đè đít nó xuống mà đánh nó như thế như thế. Không răng dạy nó được, mét ba nó có cách biện pháp xử lý với nó. Từng độ tuổi như thế mà cô lại nuông chiều để cho nó trở thành một cái đứa con mà đại nghịch như thế, là cũng do cô một phần. Nếu nó gây ra tội lỗi thì cũng do cô một phần. Người làm cha làm mẹ thiếu trong cái việc cân nhắc, dạy dỗ và hướng dẫn con cái như thế đó là cái điều mà chúng ta phải để ý chỗ này. Cho nên tôi mới nói là cổ đức có dạy như thế này, là nuôi con chẳng biết dạy răng, phận làm cha mẹ chịu phần lỗi to, không siêng dạy bảo học trò, tội thầy lười biếng chẳng lo việc mình, cha răng thầy dạy phân minh, học hành không đặng tội đành về con. Cái đó mới đúng. Cha mẹ mà nuôi con mà không dạy không răng nó, để cho nó hư, đó là lỗi của cha mẹ. Nếu thằng đó 13 tuổi mà nó ở nó chém bả một cái thì đừng nói rằng nó bất hiếu, nó mất dạy nó cái gì cả. Quan trọng nhất là mũi dạy lái chịu đòn. Ai là người dạy nó, ai là người sanh ra nó, rồi bây giờ khi nó để nó phạm tội đại nghịch lại trút trên đầu nó là nó như thế. Phải để ý lại chỗ này nha các vị. Không đơn giản như chúng ta suy nghĩ vậy đâu. Cho nên vừa rồi tôi nói thiệt với các vị, khi lướt trên tất cả các trang báo trên mạng, đôi khi chúng ta cảm thấy giật mình cho một bối cảnh xã hội mà chúng ta phải khủng khiếp ha. Ngày xưa ít khi nào chúng ta nghe con cái mà giết cha giết mẹ lắm. Ít khi nào chúng ta nghe con cháu mà giết ông giết bà lắm. Nhưng mà bây giờ các vị thử lướt các trang báo pháp luật hay là báo công an, các vị lướt ra thử coi, dường như việc đó cũng không quá hiếm trên các trang báo như thế à. Các vị nên để ý như vậy. Cho nên ở đây thầy muốn nói với tất cả các vị một cái chuyện rất đau lòng. Cái cậu này, cậu có một bà nội,
không? Mà cậu do ăn chơi liêu lỏng, mỗi một lần ăn chơi đi về, các vị biết cái cậu này cậu chửi bà nội cậu, cậu mắng mỏ và cậu đòi giết đi, đòi chết đi. À, thì nhiều lần như vậy, cái người bà đã 80 mấy tuổi rồi, mà cậu này là 30 mấy tuổi rồi. Và lúc đó đó, cái bà nội rất là tuổi thân, nhưng mà bà cũng chưa chết. Hôm đó đó, buổi tối đó, cậu ta về, cậu ta cũng đi nhậu. Sau khi nhậu về, các vị biết rằng cậu ta vô thẳng trong cái phòng của bà nội, cậu ta cuốn hết mùng màn ra, lôi bà từ trên xuống. Mày chết đi, mày chết, tao lôi mày ra ngoài, mày chết đi này kia, sống làm cái gì như thế mà lôi bà từ trên giường, lôi rớt xuống đất, lôi thẳng ra bên ngoài. Sau khi xong rồi, nó bỏ ngoài trời như thế, thì lúc đó bà quá ức, bà mới vào trong nhà, bà lấy dây, bà thắt cổ và tự giận bà chết. Và cuối cùng chuyện đó thì để luật pháp xử lý. Tôi muốn nói là chính cái người cháu mà kêu bà bằng bà nội ruột như thế mà có một cái hành động như vậy. Phan hãy dội chúng ta kết luận cho anh chàng ta như thế nào. Chúng ta nên nhớ kỹ rằng cái này chỉ là cái quả của một quá trình mấy mươi năm trong cái giáo dục và của gia đình như thế nào. Nếu một gia đình có một hướng giáo dục dạy dỗ đường hoàng từ thở ban đầu thì anh này không thể như vậy được. Cho nên ở đây đừng xem như đấy rồi chúng ta là quy kết là cho thằng này mất dạy, vô lương tâm hay gì đó. Chúng ta có nói cách mấy, nó là cái hệ quả rồi. Trong trái tim của nó, trong cõi lòng của nó không có một ý niệm và ý thức nào về cái việc hiếu thảo đạo đức và cái giá trị làm người như thế nào, thì cái việc đó nó đâu có gì đâu, nó đâu có thấy gì quan trọng đâu. Cho nên ở đây tôi mới nói là cái trách vụ của người cha người mẹ vô cùng quan trọng, phải để ý chỗ này. Một chuyện nữa đau lòng cũng không kém, đó là con, chính con mình giết mình là cha. Sự thật với các vị, gia đình của cái cô này ban đầu cũng là rất hạnh phúc, nhưng mà quan trái nó được xảy ra từ lúc cổ bắt đầu sanh một đứa con trai đầu lòng, thì chồng bắt đầu ăn chơi và bài bạc. Sau khi ăn chơi ăn nhậu như vậy, mèo mỡ gà đồng đủ thứ như vậy, người mẹ rất là đau khổ, nhưng mà mỗi lần nói đến là thượng cẳng chân hạ cẳng tay như thế, tức là đánh đập liên tục và chửi bới thường xuyên. Cuối cùng riết cô này cũng bất mãn, cũng không muốn nói nữa. Thì tháng ngày trôi qua, cái sự việc càng tệ hơn khi cô sinh đứa con thứ hai, tức là hai đứa con trai như thế. Khi tất cả những đứa này ở độ tuổi trưởng thành ở độ tuổi 11, 14, 15, 17 gì đó, thì càng ngày nó càng bất mãn về cái hành động này trong gia đình. Nó cảm thấy cha nó mỗi lần đi nhậu về, đi chơi về là đối xử với mẹ nó như vậy, cho nên trong lòng nó có cái quán cha, tức là nó không có cảm giác thương, nhưng mà vì bất đắc dĩ nó phải chấp nhận. Thì các vị biết mỗi một lần như vậy về, chẳng những đánh mẹ nó mà đánh cả các con và đuổi hết mọi đứa trong gia đình ra bên ngoài. Anh em nó đều bồng nhau chạy về bên nhà của bà ngoại. Mỗi lần chạy về đi qua một con hẻm, nơi đó lại là nơi hút chích của tất cả những con nghiện như thế. Và nhiều lần qua lại, cậu ta lại bị rơi vào con tình trạng là không vượt nổi sự cám dỗ này, do bất mãn buồn tuổi trong gia đình rơi vào trong hút chích. Một gia đình làm người mẹ đau khổ, một người chồng như thế rồi, cho nên bây giờ đau khổ đến đứa con nghiện, chưa dừng lại tới đó. Hai đứa con này khi đi vào trong cái trại cai nghiện thì lén mà đưa các con đi vào, chứ ổng mà biết một cái đó, tức là ba của mấy đứa nhỏ là chết nữa, bả cũng chết mà mấy đứa này cũng chết. Cho nên bả lén bả đưa nó đi vào trong trại cai nghiện. Vô đó người ta thử máu, hai đứa này đều bị nhiễm HIV. Bà mẹ không còn nước mắt nữa, quá đau khổ. Bây giờ một mình ông chồng như thế, hai đứa con như thế, lo một thời gian không còn chịu nổi nữa, bà mới nói với các con rằng bây giờ nên công khai quá là nói chuyện này với cha con đi. Ít gì đó cha con có thể không phụ giúp được thì mẹ cũng được công khai để chăm sóc tụi con những tháng ngày còn lại. Vì vậy cho nên nói với các con, bắt đầu bà mẹ đem câu chuyện này ra nói với con. Hai đứa con quỳ trước cha từ sáng tới chiều, bà mẹ năn nỉ hết nước mắt, năn nỉ với cha là việc nó như vậy như vậy. Cuối cùng ông quảnh mặt làm ngơ và lại cho một trận vô cùng lôi đình, chửi bới mắng mỏ đủ thứ.
và cũng không có nghe nói lên lời tha thứ. Thì thật ra mà nói các đứa con cũng chưa có đến nỗi nào. Nhưng mà một hôm đó cái người mẹ đó cảm thấy là đứa con nó giống như là nó bị cái cơn tới, cho nên bà chạy bà đi mua thuốc cho nó. Thì lúc đó cái đứa con nó đang ngồi chơi ba, mà nó mai giá gì phụ mẹ nó đó để đem ba cái đồ đạc nó đi bỏ mối đi bán đó. Thì lúc đó đó nó cũng đang cầm kéo nó cắt như thế này, thì á ổng mới thấy bà đi mua thuốc cho nó, cho nên ổng mới giận, ổng bước theo mà ổng kêu đi lại, vừa kêu mà vừa đánh và vừa chửi trở lại. Thì cái thằng này nó mới chạy theo ba nó, mục đích là nó can đừng cho ba nó đánh má nó thôi. Thì ổng mới quay qua ổng tát nó. Thì trong cái lúc nó quá tức giận như thế, nó cầm cái kéo như vậy, nó đâm liên hồi với ổng như vậy, và ổng chết tại chỗ. Và bản thân của nó tự thân nó cũng đi đầu thú là nó đã mang tội giết cha. Xin thưa các vị, cái câu chuyện còn dài, nhưng mà tôi muốn nói với các vị từng đoạn để tôi muốn nói là ngay là tại sao một xã hội lại dẫn đến những con người như thế. Chúng ta rất có thể là cho anh ta là quá ác, hay là cho anh ta là vô lương tâm, cho anh ta là như thế này thế kia. Nhưng mà chúng ta muốn nói rằng sự đóng góp của xã hội vào trong những tệ nạn này là không nhỏ. Sự ăn chơi quá nhiều để tạo nên sự trác táng, sự du nhập văn hóa đã làm cho con người mất đi thiên hướng về vấn đề đạo đức văn hóa của dân tộc. Tuổi trẻ hôm nay bị đầu độc quá nhiều, cái nề nếp đạo đức gia đình đã bị xâm tổn. Các vị thấy đã bị xâm tổn bởi một nền văn hóa khác, nó làm cho giới trẻ cảm thấy rằng cái việc hiếu thảo đạo đức như một phong kiến không cần thiết nữa. Chuyện ăn chơi sa đọa là hưởng thụ là cái việc nên cần. Kẻ nào như vậy là phong kiến, là ngu, là thế này thế kia. Nó làm cho cái giới trẻ bị in trí bởi những cái hạt giống này. Cho nên bây giờ cái quan hệ của cha mẹ và con cái bị giới trẻ xem nhẹ đi. Nó cảm thấy rằng bây giờ một văn hóa mới đó, nó cứ đổ thừa là qua Mỹ đi, rồi qua châu Âu đi, rồi mỗi đứa con nó tự do như thế, cha mẹ nào dám đụng không, qua bển nó đánh một lần kêu cảnh sát liền, này kia cái nọ. Nó đem cái đó ra, nó làm cái bia cho nó, để nó chứng tỏ rằng nó cũng có thể làm được những việc mà ba má nó không có thể can thiệp vào. Chính cái chỗ đó chúng ta nên nhớ rằng hai nền văn hóa hoàn toàn khác. Nếu chúng ta như vậy, chúng ta phải từ ban đầu giống như những đất nước châu Âu hay là châu Mỹ mới được. Còn văn hóa của chúng ta nó lại khác. Chúng ta không có tự nuôi mình được bằng những cái cách đó. Truyền thống của mình là người kế thừa như thế, từng lớp như vậy, hoàn toàn hai cái này không giống nhau được. Nếu chúng ta đem so sánh như vậy, thì nếu như vậy chúng ta thà sống ở những đất nước như thế. Còn sống đất nước này mà đem cái đó ra xài, chúng ta lỗi đạo rất lớn, đúng không? Và một mai nào con chúng ta cũng như thế thì lúc đó chúng ta nghĩ sao? Cho nên ở đây sự du nhập văn hóa là một điều tốt. Nhưng mà bản thân của mỗi người chúng ta khi tiếp nhận văn hóa phải có khả năng sàng lọc. Sàng lọc cái nào nên chấp nhận và cái nào không nên. Có những cái vô lương, vô lối, vô nghì thì nên bỏ nó đi. Không có nghĩa là văn hóa là cái nào cũng tốt. Có những cái văn hóa rất là tệ, đó là văn hóa xấu, văn hóa phản cảm, văn hóa phản đạo đức lại của dân tộc. Và chúng ta nên nhớ một điều, một đứa con hay là một tuổi vị thành niên hay một giới trẻ ngày hôm nay, gia đình không quan trọng, cha mẹ không quan trọng, thầy cô không quan trọng, đạo đức không quan trọng, thì kẻ này trở thành kẻ phản quốc như chơi. Nếu một ai đó chiêu dụ bằng vài ba tiền đồng hấp dẫn, người này sẵn sàng trở nên kẻ phản quốc. Đạo đức văn hóa gia đình đã không thì đừng nói gì là tổ quốc. Cha mẹ tôi còn không có ý nghĩa gì thì nói gì là quê hương. Thành ra các vị nên nhớ, tạo cho những con người hưởng thụ một cái cách ích kỷ như vậy. Và nếu không khéo, chúng ta là một con người nhưng mà không biết có phải là người hay không. Thân xác đó, hình hài đó, dáng dấp đó, nhưng mà ở trong lòng này, cái trong lòng là một robot chứ không phải là con người nữa. Thành ra ở đây chúng ta nên để ý tất cả những cái việc này để chúng ta có cái cách làm sao đừng mất những đứa con từ chính bản thân chúng ta mang nặng đẻ đau để sinh ra trên cuộc đời. Cho nên cái điều này các vị cảm thấy vô cùng quan trọng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng nuôi dạy con là một nghệ thuật.
bản thân chúng ta cũng phải biết cái cách như thế nào để nuôi dạy con. Tất cả những điều tôi kể ra cho các vị nghe đó là hệ quả thôi. Còn nguyên nhân từ đâu? Nguyên nhân từ đâu? Chúng ta đừng có suy nghĩ rằng chúng ta hôm nay làm có của ăn của để. Chúng ta nuôi dạy con có nghĩa là lo cho con ăn mặc đầy đủ, sung túc với đời là đủ. Xin thưa các vị, con người chúng ta có hai mặt, thể chất và tinh thần. Như vậy ăn mặc và mỗi nhu cầu sung túc chỉ mới có là một nửa thôi, đó là thể chất. Nếu không có tinh thần thì không có cái gì giữ được thể chất này. Vì vậy cho nên có của ăn của để lo cho các con được chứ không phải là không, nhưng chưa đủ. Nếu chừng ấy vô tình chúng ta nuôi cho nó lớn xác mà nó nhỏ hồn, hồn nó không được chăm sóc, tinh thần nó không được chăm sóc, đạo đức, tội phước, lễ giáo, hiếu thảo vốn không, thì tất cả những cái đó, cái gì chúng ta dung quán từ cái thể xác đó là một thể xác vô dụng, lớn con mà rẻ tiền là ở chỗ này. Các vị có nghe cái câu lớn con mà rẻ tiền không? Có là nuôi, chỉ nuôi cái thể chất mà không nuôi tinh thần, không có trí tuệ, lười học, làm biếng đủ thứ, mê chơi, mê ăn, mê nhậu, mê cái gì đó mà bổn phận đạo đức học hành tương lai sự nghiệp vốn không. Mà chúng ta như vậy thì nuôi thể chất mà không nuôi tinh thần là nguy hiểm. Cho nên có một cái cô đó lâu lắm rồi, cách nay cũng cả 10 năm á. Cô nói với tôi, cổ là tổng giám đốc của một công ty, cổ có đứa con 20 tuổi. Xin thưa các vị, cổ nói mà rớt hai hàng nước mắt đau lòng. Cổ nói thầy ơi, bây giờ sự nghiệp con đã có đầy đủ tất cả mọi thứ, nhưng mà nếu đem sự nghiệp này để đổi một đứa con 20 tuổi, con sẵn sàng đổi ngang liền. Bởi vì giờ đây đứa con 20 tuổi của cổ trở nên một kẻ người không ra người mà ngợm không ra ngợm. Nó rơi vào trong ma túy nặng rồi. Do vấn đề cổ đi làm, cổ lo công việc, bỏ bơi nó, cho tự nó quản lý nó, tiền bạc chu cấp đầy đủ mà không có thời gian để chăm sóc con mình. Cho nên bây giờ mất đứa con rồi, cổ mới nói là đem cả sự nghiệp này mà đổi một đứa con, cổ sẵn sàng. Các vị có thấy không? Khi có sự nghiệp rồi mất đứa con là một nỗi đau lòng. Cho nên ở đây mình làm tất cả mọi thứ cực khổ có ra được để làm cái gì? Để vì ai? Để vì hậu sanh của mình, hậu duệ của mình, để cho tương lai sự nghiệp của nó. Nhưng mà bây giờ nó đã như thế thì còn gì là tương lai, còn gì là sự nghiệp nữa. Cho nên người cha người mẹ cực khổ đôi khi không phải cho mình đâu các vị, mà cho các con các cháu của mình ở tương lai. Cho nên vô tình không khéo, không đào tạo nuôi dạy các con thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên người ta mới nói rằng á, dạy con thì phải dạy từ trong trứng nước, là cái chỗ này phải biết cái cách dạy con từ trong trứng nước. Còn nếu mà chưa dạy được trong trứng nước thì dạy từ thở còn thơ, đúng không? Ta nói là sao á? Dạy con là sao? Dạy con từ thở còn thơ. Rồi dạy gì nữa? Dạy để mấy ông dạy đi. Xin thưa với các vị, người ta nói một câu đó rất hay, chứ không phải là không có sai chút nào ở trên các vị. Dạy con từ thở còn thơ, đó là chúng ta nói hơi muộn đó. Chứ đúng ra người ta nói dạy con là dạy từ trong trứng nước á. Các vị nhanh nhớ, khi mình có cái hạt giống của một đứa con ở trong người, có nghĩa rằng lúc đó nó chưa tượng hình, nó chưa là hình hài, nó chưa có là cái gì hết trơn á, chúng ta nghĩ rằng á, chắc là không có cần dạy đâu. Nhưng mà không có nha các vị. Tất cả những nhà tâm lý học khi mà họ nghiên cứu á, một bà mẹ khi có thai con mà gia đình gặp biến cố, hoặc là chồng, hoặc là cái gì đó mà làm cho người vợ quá đau lòng, thì hay sanh ra một đứa con nó có tính cách dị tật. Có thể dị bằng tinh thần mà cũng có thể dị bằng thể chất. Cái điều đó rất là lạ. Có nhiều khi gia đình quá đau khổ cho nên sinh ra một đứa con ngơ ngơ ngáo ngáo vậy nè, tinh thần của nó không có tập trung, nó ngộ vậy đó. Hoặc là khi gia đình chúng ta có biến cố gì đó, chúng ta sinh ra một đứa con cái mặt rất là sầu não, lúc nào nó cũng sầu như thế. Thành ra ở đây chúng ta nên nhớ, người ta nói rằng á, cái thực phẩm của một người mẹ mà ăn lúc mang thai con á, nó quan trọng vô cùng.
nó sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý sau này của một đứa con khi ra đời. Có những bà mẹ mang thai một đứa con cái tự nhiên thích ăn chay, hay là thích đi lễ Phật, hay là thích đi chùa, hay là thích nghe kinh, nó tự nhiên như vậy. Thì chắc vị biết rằng cái nhân tố người này, một là nhân tố của đứa con là nhân tố tốt, hai là chính cái chỗ mà quân tập của người mẹ trong những hình ảnh, trong những tư duy, mọi thứ, nó sẽ làm cho cái hạt giống này trong đứa con sẽ tốt dần. Nhưng mà rất là ngộ, có những người khi mang thai con lại từ xưa giờ chưa thèm ăn bậy, nhưng mà tự nhiên mang thai con cái thèm ăn tầm bậy. Ví dụ như thèm ăn thịt chó chẳng hạn. Cái đó là tự nhiên như thế, không biết tại sao. Hay là có những người tự nhiên mang thai con cái tự nhiên sân si lên, cái đầu óc của mình nó hoang loạn đi. Hay là có những người mang thai con người thích xem phim bạo lực. Tất cả những cái này các vị nên hiểu rằng hạt giống trong lòng của mình vô cùng quan trọng. Và người ta mới nói rằng cái ăn của cha mẹ nó sẽ tác động đến một điều vô cùng lớn của một đứa con. Người ta nói rằng một số đứa trẻ sanh ra trên cuộc đời này nó không bao giờ nó thích ăn rau, và nó không bao giờ biết ăn rau. Nó có hai cái để không biết điều đó. Bản thân người mẹ biết ăn rau toàn là ăn thịt không, thì khi hạt giống của đứa con này ra đời, nó sẽ không bao giờ tiếp nhận được tất cả các loại rau. Cho nên muốn con mình ăn rau thì bản thân người mẹ phải biết ăn rau từ lúc con có ở trong lòng của mình. Thì sau này cái đứa con nó ra đời sẽ có thiên hướng là các vị đút nó một củ cải, hay là một cái loại rau súp lơ, hay là cái gì đó cho con mình, hay là các loại rau trộn mà nấu chín gì đó, các vị đút nó dễ dàng tiếp nhận hơn. Cho nên các vị thấy người ta nói dạy con từ trong trứng nước là có nha. Cho nên tôi nói thật với các vị, muốn một đứa con dễ dạy tương lai, khi các vị có hạt giống trong người thì các vị cứ đành tâm lễ Phật, gieo vào lòng mình những câu niệm Phật, khởi nghĩ một đức tánh từ bi, và hãy tập đọc kinh hay là đọc những câu chuyện mà của những trẻ thơ, hay là những chuyện trạng, hay là những chuyện mà của những cái thần đồng. Các vị đọc mà để phát khởi rằng các vị thấy rằng một đứa trẻ như vậy rất là tốt, một đứa trẻ vậy rất là thông minh, các vị làm cho tư tưởng các vị nó phát khởi ý tưởng đó, thì cái đó nó sẽ làm cho tác động đến tâm lý của một cái hạt giống trong lòng các vị, tức là cái hài nhi sắp sinh ra trên cuộc đời đó. Nó sẽ tác động cho cái hài nhi này kích hoạt về vấn đề phát triển về não bộ và thể trạng, nó theo một cái thiên hướng y như vậy. Cho nên cái điều này vô cùng quan trọng. Khi các vị có thai con, các vị nghe kinh, các vị nghe điều lành, các vị thích làm điều thiện, tự nhiên con mình sanh ra nó hiền thiện vô cùng. Có những người nói, thưa thầy, ngày xưa khi con có thai con á, con có niệm Bồ Tát Quan Thế Âm và con nhìn hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm không à? Cho nên á, sau này á, con sinh ra, sao cái mặt con nó giống mặt Bồ Tát dễ sợ. Cái đó có thật chứ không phải chơi. Nhưng mà chuyện này có thật mà hơi ớn nè. Đó là một người đã sinh ra con giống tôi. Cũng rất may là cổ chưa bao giờ đến đây bao giờ. Cái chuyện này là xin thưa thật với các vị, có một thầy là huynh đệ với tôi. Cô đó là đệ tử của thầy đó chứ không phải đệ tử tôi. Nhưng mà cổ lại rất là thích những cái băng giảng của tôi. Cho nên là cổ nói là xuyên suốt thời gian mà con có mang con bé này, thằng bé này nè, là con coi đĩa thầy không. Cho nên á, khi sinh ra rồi á, bạn bè nó đến nó thăm, thì ở đây á, suy nó nói sao giống cái mặt của ông thầy Phước Tiên mà. Thì cái thầy đó ông kể lại tôi, ông nói vậy nè: mẹ nó thì rất vui, nó giống mặt tôi cho nên bà vui lắm. Nhưng mà trái lại cha nó là rất buồn. Mỗi một lần mà thấy nghe người ta nói vậy, cha nó buồn buồn đi ra. Thì chính thầy kể lại với tôi, cho nên á, cậu nói là hôm nào con cứng cáp, con sẽ mang lên con thăm thầy, thầy coi nó giống y thầy dữ đúng. Xin thưa các vị, thật ra mà nói đó, thì thầy đồng tâm á, là thầy nghe như vậy, thầy cô này cũng nói với thầy như vậy. Cho nên hôm đó có lễ cổ xuống, thầy mới coi rõ, thầy mới điện tôi: thiệt ông ơi, giống ông dễ sợ luôn á.
Thì thật ra mà nói dường như khoảng 8 tháng sau đó thì gia đình cổ có cái lễ trai tăng gì đó, cổ có tỉnh tôi là thầy Đồng Tâm đứng ra mời. Nhưng mà tôi có duyên sự tôi không đi, chứ không phải tôi sợ tôi không dám đi. Thật ra cái chuyện này tự nhiên tôi nói chuyện với các vị, tình cờ tôi nhớ câu chuyện đó. Chứ ý tụi tôi là tôi không có nhớ chuyện này. Nhưng mà nhớ cái vụ mà khi quân tập hạt giống lúc mà mình mang thai á, tức là do mình nhìn hình ảnh của Quan Âm Bồ Tát hay là cái gì hình ảnh nào mà mình ngưỡng mộ, tự nhiên cái hạt giống đó mình sinh ra một đứa con nó có hướng giống giống như vậy. Cho nên tôi muốn nói với các vị, cái đó để mình nhằm tích cách là minh chứng một điều rất vô tình như thế. Cho nên tôi muốn nói là khi các vị có mang thai con, đừng xem phim bạo lực, đừng xem phim ma, đừng xem những hình ảnh quái gở, đừng chứng kiến những trò mà chát xanh, giết chóc, đừng nên như thế. Hãy gắng bảo trọng hạt giống trong sạch và cao thượng trong lòng mình. Hãy nhìn hình ảnh Phật, nghe thuyết pháp, nhìn các cái cháu bé mà bây giờ người ta có in một số hình cháu bé rất là dễ thương đó. Hãy treo ở trong phòng những cháu bé nào đẹp và dễ thương, để các vị có hình ảnh các vị ngưỡng mộ và nó tác động vào tâm lý. Thì tôi tin chắc rằng một đứa con ra đời tương đối đẹp, thông minh và dễ dạy hơn rất là nhiều. Cho nên đây là một cái điều mà các vị cần phải để ý ở trong cái việc đó như vậy. Thành ra ở đây tôi muốn nói với các vị là những điều mà tôi nói ra để các vị cảm thấy rằng cần phải có cái hướng để mà mình tích cực trong cái việc hướng dẫn và giáo dục con mình. Mỗi một cái có tác dụng một chút chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Thành ra bây giờ tôi nói với các vị, khi dạy con, đó là nói là quân tập hạt giống từ khi sanh ra. Nó tức là mình đã có cái gieo trồng chủng tử của nó. Cho nên các vị đi chùa ăn chay niệm Phật vô cùng tốt. Cho nên khi con các vị hiện giờ mà những đứa 5-7 tuổi mà nó không biết ăn rau, phần lớn tại chúng ta một phần. Ăn thịt nhiều đâu có tốt cho cái sự phát triển trí não và thể chất của nó đâu các vị. Nên nhớ là như vậy. Cho nên các vị hãy tập con mình ăn rau. Có những đứa bây giờ lớn lên 9-10 tuổi, nó ăn cọng rau nó không biết đường ăn các vị. Tôi nói thật như vậy đó. Nó không biết phải ăn làm sao, nó ăn không được chứ không phải là gì hết đó. Cho nên ở đây chúng ta làm cha mẹ phải bổ sung cái phần thức ăn cho chính con mình từ ban đầu, thì sau này cái gì rau hành cải cái gì nó cũng ăn được cả. Còn bằng không là có những đứa là lên chỉ biết ăn thịt thôi. Cái chuyện này nó cũng đâu có gì lạ. Cái bé đó là khoảng 7 tuổi nè, mẹ nó dắt đi chùa hồi lúc ở dưới tôi á, mà lúc tôi còn ở dưới á, chưa có lên đây. Mà bữa đó rằm thì có hai ba đứa nhỏ của một gia đình nó cùng ngồi ăn chung nhau với mẹ nó. Cái mẹ nó bới cho nó chén cơm cũng múc đủ đồ ăn vô trong đó, cái nó cứ xới hoài, nó xới hoài. Nó quay lên hỏi mẹ nó: "Mẹ, thịt đâu?" Nó xới hoài nó không thấy thịt ở trong đó. Mẹ nó: "Ăn đi con, ngon lắm con." Mà nó xới hoài nó không thấy, nó nói: "Mẹ, thịt đâu?" Cho nên chính cái chỗ đó, nếu một đứa trẻ này ở nhà chúng ta dạy từ ban đầu thì hôm nay nó không có làm như vậy đâu. Nó ăn cái gì cũng được, nó rất bình thường. Còn không khéo chúng ta biến con chúng ta lại chỉ biết ăn thịt thôi, như vậy vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe và thể trạng sau này. Nguy hiểm lắm á, chứ không phải là chuyện bình thường. Thành ra đây các vị nên để ý như vậy. Rồi hai nữa đó, đừng quy kết tội lỗi mọi thứ cho trẻ thơ ha. Chúng ta chịu trách nhiệm một phần cho đời sống tư tưởng, tâm linh, tâm hồn. Những ngôn ngữ, tất cả mọi thứ nó đều rập khuôn rất lớn ở gia đình. Các vị biết tuổi trẻ là tuổi gì? Tuổi trẻ là tuổi bắt chước, hay bắt chước người lớn. Người lớn làm sao là nó làm như vậy. Cho nên ở đây chúng ta đừng quy kết khi con chúng ta sai, mà trong đó có một phần vô cùng quan trọng. Có những khi chúng ta đợi con chúng ta sai, chúng ta đánh nó, chúng ta đập nó, chúng ta chửi nó, chúng ta đe dọa nó, mà nó không hiểu rằng cái đó đúng hay là sai. Nói nó thì nói như vậy thôi. Tôi nói thật với các vị, cạnh nhà tôi có gia đình đó là có một đứa cháu trai đầu lòng. Gia đình từ cô gì, chú cậu gì đó không biết, đôi bên cha mẹ bà nội bà ngoại gì, thương như trứng mỏng, thương chưa từng có. Cho nên thương quá, cho nên bắt đầu khi mà đứa bé biết nói một hai chữ đó, biết nói một tiếng nửa tiếng đó, dạy nó chửi thề, dạy chửi tục như vậy đó. Mỗi một lần nó nói được tiếng tục cái cả nhà vỗ tay hay quá, vỗ tay hay quá vậy. Thì như vậy thì nó cứ cảm nhận rằng nó nói câu đó nó đâu biết ý nghĩa là gì,
Nhưng mà nó thấy mọi người vỗ tay cho nên nó cứ nói hoài. Sau này nó lớn lên 4-5 tuổi, nó làm cái điều gì không phải bà nội bà ngoại hay là ba má nó, ai đánh tới nó thì nó đều nói câu đó. Nó nói câu đó thì bây giờ lớn rồi cho nên giả họng nó: mày mất dạy ăn nói tục. Sao mà chúng ta không giả miệng chúng ta trước cái đã hả? Ai dạy nó câu đó? Ngày xưa cả nhà dạy nó nói câu đó, mỗi lần nói lên vỗ tay cười. Bây giờ đánh nó, nó đem câu đó ra nó nói thì lại là đánh nó, nói nó mất dạy, nó nói bậy. Cho nên ở đây chúng ta cảm thấy rằng quy kết điều đó cho trẻ thơ là chúng ta sai lầm. Chúng ta sai lầm, tự chúng ta tạo ra nó như thế chứ không phải là nó muốn như vậy. Thành ra người làm cha làm mẹ phải kỹ càng trong việc mớm mồi giáo dục con mình từ câu từ chữ như thế nha các vị. Cho nên cái chuyện này là tôi hồi lúc còn làm chủ trì chùa Kỳ Viên ở Vĩnh Long á, thằng bé đó qua gặp tôi nó có 4 tuổi thôi. Thì ở nhà nó có cái gì nè, cái người không biết cậu hay là chú nó gì đó mới cưới vợ về. Cái rồi cái nó cũng 4 tuổi, nó nghe hết tất cả những gì mà của cậu nó hay chú nó gì đó nói với vợ đó. Thì nó mới nói với nó nói với bà nội nó, bà nội nó nói là mời mốt nội cưới vợ con sớm sớm. Hỏi chi vậy? Nó đang có vợ đang con sai, mỗi một lần con đi nhậu về cái con nói vợ ơi mang nước cho anh. Nó có 4 tuổi hả các vị? Mà xin thưa các vị, tại sao vậy? Hằng ngày cậu chú gì đó đó đi nhậu về là nói cái đó, nó nghe. Cho nên khi nó nói với bà nội, nó nói một cách rất vô tình như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy như thế nào? Trẻ thơ nó như tờ giấy trắng, các vị chấm nó mực màu nào nó sẽ lộ diện mực đó liền. Như vậy nếu các vị từng tuổi đó các vị dắt nó đi: con à niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì dĩ nhiên có bất cứ vấn đề gì nó cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Mà dạy nó nói chó mèo thì có bất cứ vấn đề gì nó sẽ nói chó mèo. Các vị nên nhớ là như vậy. Thành ra những cái việc làm thân giáo của chúng ta trong từng ngày, chúng ta phải tập cho con đạo đức hiếu thảo, siêng năng học hành, cái gì đó chúng ta phải làm. Chúng ta là cha là mẹ, nó chưa biết hiếu thảo là gì, nhưng mà chúng ta đối với bà nội, ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội của nó, tức là ba má của mình hay là ba má bên chồng bên vợ, nó chứng kiến hết. Một lời thưa má con mới về, thưa ba con mới về, hay là một lần cha mẹ bệnh, lời săn sóc ba có khỏe không, mẹ có khỏe không, nó thấy hết. Thì mai này mình nằm bệnh, nó mới đến: mẹ có khỏe không, ba có khỏe không. Còn mình nằm ngơ thì mai này mình nó cũng thế đó các vị. Rồi mình nói nó mất dạy, nó bất hiếu. Cho nên ở đây chúng ta hiểu được điều đó, tôi nghĩ sẽ không có một thế hệ hư hỏng và sa đà, hoặc là rơi vào trong tệ nạn xã hội quá sớm như vậy. Tôi tin chắc 100% điều đó là như vậy. Cho nên một câu chuyện mà tôi kể với các vị từ rất lâu, đó là câu chuyện gì? Tức là anh chàng đóng xe đó, các vị có nhớ chuyện này không? Tôi nghĩ ai cũng nhớ chuyện này cả. Nó nhỏ đâu biết gì đâu, anh này đóng xe để chi vậy? Để đẩy ông nội nó vô rừng. Có phải vậy không? Khi nó ra hàng ngày thấy nó đóng xe, tưởng đóng cho nó. Ai ngờ hỏi: ba, ba đóng xe làm gì ba? Em ba nó: mày hỏi chi mày? Không nói. Cái nó hỏi gầy với nói: ba không nói, con không đi vô, con không ăn cơm, con không này không kia. Thì ba nó mới bắt đầu mới kể cho nó nghe: ồ, ông nội con già rồi, đâu làm gì ra tiền nữa đâu. Bây giờ để đóng chiếc xe này để đẩy ông nội con lên rừng cho cọp ăn đi. Đặng tiền đó để dành lại mua thịt, mua cá rồi, mua thêm đồ chơi rồi cho con này kia rồi. Ông nói vậy. Thì nó cũng nghe như thế. Thì nó ngồi ngồi nói: ba, mai mốt ba đóng xe xong ba đẩy ông nội lên rừng, nhớ mang xe về cho con nha ba. Cái ông nói: chi vậy mày? Đẩy xe gần thôi chứ đem xe đèn chi? Nó nói: con để dành ở đó, mai mốt ba già con đẩy ba lên rừng như đẩy ông nội vậy đó. Là chúng ta thấy rằng cái gì? Cái giáo dục nó vô tư, nhưng mà mình làm như thế nó sẽ như thế. Như vậy chúng ta là người siêng năng giỏi giắn dạy con hiếu thảo trong gia đình, tất cả những hình ảnh đó cũng có thể dạy được, chứ không phải là bằng cái tiếng nói.